mình là Kiki Star đây. Các bạn có thể gọi mình là Lemon Desi. Đó là shop lam của mình, Lemon Desi. Thực sự thì Lemon Desi là cái gì? Lemon Day thì đi chơi á. Mình nói là cái thùng Việt thôi nha. Còn kiểu Pháp thì đọc nó là nó sang trọng. Thì hôm nay mình chuẩn bị cái này là mình sẽ chuẩn bị đợt restock đầu tiên của bên shop mình nhé. Đợt đầu tiên luôn. Ui. Thật sự thì bình thường mình dùng background màu trắng, nhưng do hôm nay là background mình đã đi rửa rồi, mình đã đi rửa cái sàn background kia rồi, nên mình phải dùng cái background bình thường thôi, background đất thôi. Hôm nay mình sẽ là một đợt mình sẽ chuẩn bị một đợt restock với màu trong nhá. Thật sự thì mình đang làm mẫu này đây, tại vì là keo sữa bên mình hết rồi, các bạn đặt hàng quá đắt luôn nên đã hết rồi, hết hàng keo sữa rồi, mình chỉ còn mỗi keo trong thôi. Video sản phẩm tí xíu nha, là keo trong bên mình là có giá là 20.000 một lốc 12 cái. Các bạn nhớ nha, 20.000 một lốc 12 cái nha. Và bên mình vẫn còn chương trình tặng bánh nha, tại mình mua quá trời bánh luôn nên chưa vẫn chưa hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và nhớ follow cho Instagram của shop mình nha. Làm đi.